chị giáo Mai Phan hướng dẫn Big Son Do Yin siêu sinh. Đi ở đúng viền thôi nha. Sau đó các chị có thể lấy bông đấy lên các chị làm lại để cho tất cả cái lớp kem trên cái điểm đó nó được xóa hết cái viền môi của mình đi, làm giảm cái độ viền môi quá sắc. Đó thì mình sẽ làm một lớp màu nước để đi cái lớp bay trước. Son keo viền, san đúng đủ viền nhá. Và khi san son thì cầm cái cây cọ nước nhẹ thôi, đừng có nước mạnh bay. Tôi chỉ nhận là son bị vẩy ở trên môi. Còn đây đang là một cái tông hồng, thì màu của tôi của bạn ấy cũng phần hồng nhưng mà hồng này nó sẽ không nên quá tươi, cứ nhạt dần đi ra đến phần môi thôi. Ba đê cho môi một cách là hai đỉnh môi của họ phải đối với nhau. Bây giờ thấy giống đổ zin chưa? Giống rồi đúng không? Với son bọc các bạn chú ý một chút nhá, phải vạch đúng viền thôi, đỉnh môi xuống trước này và sau đấy đến phần viền bên dưới này. Và sau đó thì ở bên trong thì mình sẽ dặn, sẽ chú ý là chỉ nên đi như thế thôi. Rất là vừa đẹp.